Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Lê Bình Phương, Phó trưởng khoa du lịch. Chào mừng các bạn đến với trường Đại học Hoa Sen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua chúng tôi vinh dự đạt được danh hiệu là top 5 cơ sở đào tạo về nguồn nhân lực tiêu biểu Việt Nam. Và cũng trong năm 2019, chúng tôi vừa tổ chức thành công diễn đàn nguồn nhân lực du lịch có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và với tất cả những điều đó đã thôi thúc chúng tôi cùng nâng cao chất lượng giảng dạy và đầu tư cho cơ sở thực hành để cùng đào tạo ra một thế hệ sinh viên có thể đáp ứng được nhu cầu ngay lập tức của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Định hướng đào tạo theo định hướng là thực tế, chúng tôi có tổng thời lượng thực tập thực hành là đến hơn 50% và tất cả các môn chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh. Chúng tôi tự tin đào tạo các ngành về quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Và trong năm qua chúng tôi bổ sung thêm hai chuyên ngành, đó là chuyên ngành quản trị tài nguyên môi trường và công nghệ thực phẩm. Là một sinh viên khoa du lịch, các bạn có cơ hội tiếp cận được nhiều nguồn học bổng khác nhau, học bổng toàn phần bán phần của Đại học Hoa Sen, và bên cạnh đó đặc biệt hơn nữa, các bạn có cơ hội tiếp cận học bổng toàn phần tài năng của Liên minh châu Âu có trị giá đến 6.500 euro và cấp riêng đặc biệt cho khoa du lịch hàng năm. Và hơn thế nữa, đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành đến từng giữ nhiều vị trí khác nhau trong các công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng, và cùng với mối quan hệ doanh nghiệp đến từ hàng trăm công ty trong nước và ngoài nước, chúng tôi tự tin mang đến chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh là chương trình Hoa Sen Elite và chương trình Vaten. Cùng với đó, chúng tôi tự tin cung cấp cho các bạn cơ hội nghề nghiệp đẳng cấp quốc tế. Và cuối cùng, nếu như các bạn có những thắc mắc thêm về trải nghiệm học tập 4 năm của một sinh viên du lịch như thế nào, chúng tôi mời tất cả các bạn cùng theo dõi Campus Tour Online được tổ chức vào ngày 16 tháng 5 lúc 10 giờ tại fanpage của Đại học Hoa Sen. Xin chào và hẹn gặp lại.